Thánh Cha thành lập nhà Vatican liên kết với Tòa Thánh. Sáng ngày 5 tháng 5, Đức Thánh Cha đã ban hành văn kiện chính thức thành lập Domus Vaticanae, nhà Vatican, hợp nhất 4 nhà trước đây do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Biển Đức 16 thành lập. Đức Thánh Cha đã nhắc đến việc Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thành lập nhà Thánh Matta vào ngày 25 tháng 3 năm 1996. Sau đó là các nhà giáo sĩ Roma và nhà quốc tế Phaolô VI vào ngày 6 tháng 1 năm 1999. Ba cơ sở này nhằm mục đích cung cấp sự đón tiếp trong tinh thần huynh đệ linh mục cho các vị giáo chức phục vụ trong giáo triều Roma, cho các hồng y, cho các giám mục, cho các nhân viên ngoại giao của tòa thánh, cũng như cho các linh mục đến Roma để thăm Đức Thánh Cha hoặc tham gia các hoạt động do tòa thánh tổ chức. Đến ngày 28 tháng 4 năm 2008, Đức Biển Đức 16 đã thành lập nhà Thánh Biển Đức để cung cấp nơi cư trú thích hợp cho các nhân viên đã nghỉ hưu, những người đã phục vụ tòa thánh trong tư cách là các đại diện giáo hoàng. Nay, xét về tình hình mới, Đức Thánh Cha Francisco thành lập nhà Vatican như một tổ chức liên kết với tòa thánh với tư cách là một pháp nhân công khai theo giáo luật có trụ sở tại quốc gia thành Vatican. Các nhà thánh Matta, nhà giáo sĩ Roma, nhà quốc tế Phaolô VI và nhà thánh Biển Đức trước đây bị bãi bỏ và hợp nhất thành nhà Vatican. Các tài sản được quy về dưới quyền điều hành của cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh. Tổ chức mới sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của bốn tổ chức trước đó và nhà thánh Matta trong thời gian mật nghị bầu giáo hoàng được dành riêng cho các hồng y cử tri. Đức Thánh Cha cũng ủy quyền cho Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh chuẩn nhận các quy chế cho nhà Vatican.